Ơi, nó rụng rồi. Vườn sầu riêng này của thầy Minh Dược cô chú anh chị. Quá trời đẹp luôn. Dạ. Với gia đình, dạ. 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 Thì giờ mình vô trong luôn cô chú anh chị. Vô được không thầy? Để con coi. Được 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 được. Mời cô chú anh chị em và các bạn đã vào để tham quan vườn sầu riêng của thầy Minh Dược các cô chú anh chị. Này, quá trời đẹp luôn. Đây nè, cháu ô trái nè cháu, quá trời luôn rồi cô chú anh chị ơi, khủng hoảng luôn. Đây là cái vườn này là của sư Minh Dược nha mọi người. Quá trời luôn. Một cái vườn sầu riêng trái như thế này. Quá trời luôn rồi cô chú anh chị ơi. Trời ơi, cây nhỏ xíu thôi nhưng mà trái như thế này nha mọi người. Ôi ôi trái. Trời ơi. Không tin được luôn, một cái vườn sầu riêng. Quá tuyệt vời luôn, thầy ơi. À, cái này là sầu riêng Thái hay là sầu riêng gì thầy hả? Cái này sầu riêng Thái. Thầy, cái này là mấy công thầy? À sao ạ? Cái này là cái vườn sầu riêng này khoảng mấy công? Hơn 200 cây ạ. Hơn 200 cây. Công lao thì của cha thôi. Dạ không, cái